Siêu phẩm xe đạp chiều ngược kinh điển của Jude Bellingham ở phút 90+5, bàn thắng mà cho đến lúc này được coi là đẹp nhất Euro 2024, đã khiến người Anh muốn chết đi sống lại trước Slovakia. Cú cớ lòng siêu hạng của Ruben Vargas biến Italia trở thành cựu vương của giải đấu. Đại chiến Pháp-Bỉ khiến người xem cảm thấy bị xúc phạm khi theo dõi suốt 90 phút và chỉ được quyết định bởi một pha bóng trời ơi đất hỡi. Hay là chẳng một ai tin được một chuyên gia sút penalty như Cristiano Ronaldo lại có thể thất bại trên chấm penalty trước Jan Oblak vào một thời khắc quyết định của trận đấu như thế. Để rồi những giọt nước mắt của CR7 đã rơi khi Bồ Đào Nha vất vả vượt qua Slovenia bởi phong độ chói sáng của thủ thành Diogo Costa. Bên cạnh sự thất vọng của những ông lớn trên thì vẫn còn đó chủ nhà Đức, Tây Ban Nha và cả Hà Lan đã thật sự khiến người hâm mộ trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ. Và rõ ràng họ đã nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho mùa hè năm nay. Cần lưu ý rằng đây mới chỉ là vòng 16 đội, nhưng nó đã để lại nhiều khoảnh khắc và những cảm xúc đáng nhớ theo cách như vậy. Chúng ta hãy cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh của vòng đấu vừa qua, một bức tranh mang trong mình đầy đủ những gam màu hỉ nộ ái ố trước khi đến với vòng tứ kết không khoan nhượng giữa 8 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Cặp tứ kết đầu tiên chắc hẳn sẽ khiến cho rất nhiều người tiếc nuối khi họ đụng độ nhau quá sớm, bởi Đức và Tây Ban Nha là hai đội bóng có phong độ ấn tượng nhất từ đầu giải đấu. Mặc dù vậy, họ cũng đã gặp đôi chút khó khăn trước các đối thủ của mình. Người khiến cho các cổ động viên của đội tuyển Đức trải qua cảm xúc từ lo âu tới bùng nổ lại là hậu vệ Andersen bên phía Đan Mạch. Ngay ở đầu hiệp 2, Andersen đã đưa được bóng vào lưới của đội tuyển Đức trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả trên Signal Iduna Park. Người Đan Mạch đã có một hiệp 1 đầy quả cảm và không thiếu những cơ hội tạo ra, và sẽ rất khó khăn cho Die Mannschaft nếu bị mở tỷ số. Nhưng rồi thì số phận đã chọn Die Mannschaft khi họ thoát thua nhờ vài cm từ mũi giày của cầu thủ Đan Mạch. Chỉ 2 phút sau, mọi thứ quay ngoắt 180 độ khi mà chính Andersen đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo tiền đề mở ra chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng cho đội chủ nhà. Bên phía La Roja, họ cũng đã phần nào bị đe dọa khi Georgia có bàn mở tỷ số sớm, nhưng đẳng cấp chênh lệch giúp họ làm chủ hoàn toàn thế trận và có thắng lợi 4-1 đầy thuyết phục. Đây chắc chắn là màn đọ sức không thể bỏ lỡ khi người hâm mộ có quyền chờ đợi vào một trận cầu mãn nhãn, chờ đợi vào thứ bóng đá tấn công cống hiến, thứ hiếm khi xuất hiện tại một kỳ Euro đầy thực dụng và có phần toan tính này. Trận đấu này cũng là màn đọ sức của các đôi cánh Florian Wirtz, Musiala và Nico Williams, Lamine Yamal. Những cầu thủ sẽ là tương lai của bóng đá thế giới. Kể từ sau Euro 1988, Đức đã không thắng được Tây Ban Nha thêm một lần nào ở các giải đấu chính thức. Cá nhân Manuel Neuer và Toni Kroos cũng là nhân chứng sống khi họ đã phải bất lực trước thế hệ vàng của La Roja cách đây 14 năm trên đất Nam Phi. Chắc chắn là người Đức muốn tận dụng lợi thế sân nhà để xóa bỏ cái dớp đã đeo bám họ suốt hơn 30 năm qua. Còn một Tây Ban Nha đầy trẻ trung nhiệt huyết cũng đã sẵn sàng để hạ bệ người Đức thêm một lần nữa, tiếp nối những gì mà thế hệ đàn anh của Xavi Iniesta đã làm trong quá khứ. Bữa tiệc bóng đá ngày 5 tháng 7 tới không chỉ dừng lại ở đó. Không phải tự nhiên mà người ta gọi đây là nhánh đấu tử thần, bởi chỉ vài giờ sau trận Đức gặp Tây Ban Nha, chúng ta sẽ đến với trận đấu thuộc hàng duyên nợ bậc nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro giữa Bồ Đào Nha và Pháp. 40 năm kể từ Euro 1984, trải qua biết bao thế hệ từ Platini, Zidane, Figo đến Ronaldo và Mbappe, cuộc đọ sức này xứng đáng được gọi là siêu kinh điển của giải đấu. Hình ảnh Last Dance của CR7, giấc mơ Euro của Ninja Rùa, cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của hai thế hệ có phần nào đó giống với cuộc đọ sức giữa Pháp và Argentina ở trận chung kết World Cup 2022. Khi đó gần như là câu chuyện riêng giữa vũ điệu cuối của Messi và giấc mơ trở thành GOAT của bóng đá Pháp dành cho Mbappe. Ân oán chồng chất suốt 40 năm cùng hai cái tên là Ronaldo và Mbappe chắc chắn khiến cho khán giả phải sôi sục trước khi bóng lăn vài ngày. Còn truyền thông cũng sẽ tốn không ít giấy mực ở toàn bộ các thời điểm, cả trước, trong và sau trận đấu. Cách hai đội bóng này vào tứ kết đều vất vả giống nhau, nhưng cảm xúc mà họ mang lại thì trái ngược nhau hoàn toàn. Pháp vượt qua Bỉ với tỷ số tối thiểu là 1-0 trong một trận đấu có phần quá thận trọng đến từ cả hai đội và khiến cho nhiều khán giả phải ngủ gật trước màn hình TV. Còn cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Slovenia thậm chí là còn không có bàn thắng nào được ghi suốt 120 phút thi đấu, khi Seleção châu Âu hoàn toàn bất lực trước lối chơi kỷ luật và khoa học của đối thủ. Nhưng đây lại là trận cầu mang lại nhiều cảm xúc nhất giải đấu tính đến lúc này. Khi mà cú đá phạt đền của Ronaldo bị cản phá bởi Jan Oblak trong hiệp phụ, anh đã bật khóc trong vòng tay các đồng đội.
Hình ảnh này khiến cho những người yêu mến CR7 cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha phải xót xa vì đây là kỳ Euro cuối cùng của anh. Và chẳng ai muốn sự nghiệp của một cầu thủ vĩ đại nhất nhì lịch sử túc cầu phải kết thúc theo cách này. Cuối cùng thì chính CR7 đã sửa sai trên chấm luân lưu và người đồng đội Diogo Costa xuất sắc cản phá cả 3 quả luân lưu của đối thủ, đưa người Bồ tiến tới vòng tứ kết. Duyên nợ giữa Bồ Đào Nha và Pháp lại được viết thêm một chương mới và sẽ là điều tuyệt vời nhất nếu chúng ta được chứng kiến một cuộc so tài hấp dẫn với nhiều bàn thắng giống trận đấu cách đây 3 năm tại vòng bảng thay vì hai trận đấu khô hạn bàn thắng của cả hai đội ở vòng 1-8 vừa qua. Khi nhánh đấu đầu tiên được gọi là nhánh đấu tử thần thì dĩ nhiên nhánh đấu còn lại sẽ có phần nhẹ nhàng hơn. Nhưng đừng đánh giá thấp nhánh đấu này vì nó cũng ẩn chứa rất nhiều điều thú vị với những ngựa ô tiềm tàng. Không giống với nhánh đấu trên, khi đó là những màn tái hiện của các trận chung kết Euro 2008 và Euro 2016, trận đại chiến giữa đương kim Á quân Anh và đương kim vô địch Italia sẽ không thể diễn ra khi đối thủ của Tam Sư ở trận tứ kết thứ 3 là đội tuyển Thụy Sĩ. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó lường, nhưng chưa cần đợi đến khi trận đấu này bắt đầu, cả hai đội đã đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác theo cách mà ít ai có thể nghĩ tới. Mặc dù không ít người cho rằng Thụy Sĩ đủ khả năng để vượt qua Italia trong bối cảnh nhà đương kim vô địch đã suy yếu trầm trọng, nhưng điều khiến người ta phải bất ngờ đó là cách họ giành chiến thắng lại quá ư dễ dàng. Họ bóp nghẹt Italia bằng chính lối chơi đã đưa Azzurri thành nhà vua châu Âu, khi tấn công trực diện và pressing đầy hiệu quả. Chiến thắng 2-0 là kết quả xứng đáng cho xứ sở đồng hồ và chẳng có lý do gì để họ phải e ngại người Anh trong trận đấu sắp tới khi đối thủ vẫn chưa là chính mình. Trước Slovakia, Tam Sư lại tiếp tục hóa tam yêu, tam trừ một cách bạc nhược. Họ bị Slovakia dẫn trước trong bối cảnh dàn sao tỉ bảng dường như mất liên lạc với nhau, thi đấu rời rạc và chúng ta không còn nhận ra những Saka hay Foden đã bùng nổ suốt mùa giải vừa qua. Còn huấn luyện viên Gareth Southgate thì dường như đã rối loạn với những pha thay người và điều chỉnh nhân sự rất chi là hỏi chấm. 90 phút và cả 4 phút bù giờ trôi qua, người Anh dường như đã chuẩn bị cho thảm họa Iceland 2016 lặp lại khi thế trận không cho thấy một tia hy vọng nào. Nhưng rồi thì Jude Bellingham đã cứu lấy số phận của cả một quốc gia với pha ngả bàn đèn gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối cùng. Bàn thắng của Harry Kane trong hiệp phụ đã đem lại tấm vé vào tứ kết cho Tam Sư trong một trận đấu mà chính các cổ động viên có lẽ cũng không hiểu vì sao đội tuyển Anh lại thắng trận. Cuộc đọ sức giữa Anh và Thụy Sĩ hứa hẹn sẽ là cặp đấu ẩn chứa nhiều điều thú vị. Và với những gì mà hai đội đã thể hiện, khả năng đương kim Á quân theo bước nhà đương kim vô địch xách vali về nước hoàn toàn có thể xảy ra. Khác với màn trình diễn mờ nhạt của các ông lớn khác như Anh, Italia, Bồ Đào Nha, Pháp, đội tuyển Hà Lan đã thực sự nổi lốc và trình diễn thứ bóng đá tấn công mê đắm lòng người. Họ đã chứng minh trận thua trước Áo tại vòng bảng chỉ là một tai nạn bởi những sai lầm cá nhân khi mà hoàn toàn nhai sống Romania và không để lại vụn với chiến thắng 3 sao. Cody Gakpo khiến cho những người yêu mến The Cop phải ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi tại sao Gakpo không thể thi đấu như vậy tại câu lạc bộ. Anh là người mở tỷ số của trận đấu và có pha kiến tạo đẳng cấp cho Daniel Malen nâng tỷ số lên 2-0. Số bàn thắng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 3 nếu như Memphis Depay hay Xavi Simon không phung phí quá nhiều cơ hội. Cơn lốc màu da cam đã quay trở lại và không thể gạch tên thầy trò huấn luyện viên Koeman khỏi hàng ngũ những ứng cử viên cho chiếc cúp bạc Henri Delaunay. Sau trận thắng Romania, người Hà Lan sẽ chờ đợi đối thủ của họ trong cặp đấu giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Áo đã gây sốc cho toàn châu Âu khi đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của Pháp và chính Hà Lan với lối đá pressing vô cùng kỷ luật và khoa học của thầy ông nội Ralf Rangnick. Và ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, họ còn khiến cho người hâm mộ đón nhận một cú sốc lớn hơn nữa. Một lần nữa, trận đấu của đội tuyển Áo có bàn thắng sớm, nhưng lần này thì người mở tỷ số là đối thủ của họ. Một tuyển Áo luôn chắc chắn trong khâu phòng ngự, lại để thủng lưới bàn thua sớm nhất lịch sử vòng knockout và tiếp tục đi lại vào vết xe đổ ở bàn thua thứ hai ở các tình huống phạt góc khi cả hai lần đều bị trừng phạt bởi trung vệ Demiral. Còn ở khâu tấn công, họ tỏ ra rời rạc, thiếu liên kết và chỉ có bàn gỡ 1-2 từ tình huống đá phạt góc. Đá dưới sức là vậy, nhưng bàn gỡ hòa 2-2 dường như đã đến rất gần với họ ở những giây phút cuối cùng. Tiếc thay là pha cản phá xuất thần của Gunok đã làm tiêu tan mọi hy vọng của đội tuyển Áo. Giống như năm 2008, hạnh phúc Thổ Nhĩ Kỳ lại được cất lên ở vòng loại trực tiếp. Trận tứ kết giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn sẽ là một trận đấu cởi mở và hấp dẫn với lối đá tấn công đến từ cả hai đội. Tất nhiên, Hà Lan được đánh giá mạnh hơn hẳn và tấm vé vào bán kết được dự báo là khó thoát khỏi tay thầy trò Koeman.
nhưng bóng chưa lăn thì kèo nào cũng sáng và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vòng 1-8 đã kết thúc với đủ các cung bậc cảm xúc với những diễn biến kịch tính, những cảm xúc khó quên và cũng không kém phần du ngủ. Người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một vòng đấu tứ kết hứa hẹn hấp dẫn nhất lịch sử Euro với nhánh đấu tử thần đầy duyên nợ của 9 chức vô địch giải đấu. Ở nhánh đối diện, những ngựa ô Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ sẵn sàng thách thức hai ông lớn là Hà Lan và Anh để tạo nên cơn địa chấn. Hai ngày tới sẽ là quãng nghỉ quý báu cho các đội bóng để hồi phục và sốc lại tinh thần nhằm cống hiến những gì tinh túy nhất. Và cũng là hai ngày để chúng ta nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần để cháy hết mình cho 4 màn so tài đỉnh cao.